một cái ông tính 33 đó. Đó. Hồi nãy ông nói 33 mà. Một người ra hay là nhung nhằn à, ông nói hết. Nó cần chưa ấy. Nó còn cái mõm xuống mà. Những cái mõm nó mất tỉnh. Nó đi vô. Chọc đi, chọc heo đi. Cầm cây nữa chứ. Đi lên xuống rồi chưa? Đi, băng xuống. Phải áo khoác lại dùng. Đi tôi lấy cái nồi. Trột đi bất phất băng bây giờ. Cũng cỡ nớ hả? Leo lên luôn. Cái cây này. Leo lên à. Con đi là không ăn. Không ăn gì á. Ít ăn á. Má cái tên. Thôi, này xuống chọc heo kìa. Xui nha không à. Chọc heo đi. Xui nha. Chọc heo đi quất đi. Dạ mọi người, một nữa đi. Một lấy luôn rồi không? Một lấy luôn rồi nè. Quất cái cây, cầm cây kia cả đập cho nó. Quất một cái một rồi. Quất mạnh chứ. Giỡn mặt à. Đừng quất. Cầm cái tay này là quất cho nó cái nữa. Giỡn mặt à. Đập cho nó cái nữa. Mạnh nhau. Giỡn mặt à. Tiếp. Quất vô. Từng lắm. Quất cái mặt này. Quất cái này. Quất cho đây này. Quất cái đít nữa đây. Đít cái gì vậy? Quất cái mặt này. Nó đâu sợ đâu mà. Gió bắt lai à. Ngồi xuống quốc bắt lai, sợ bắt lai. Sợ đâu, bên lấy cầm bên gõ đầu luôn. Chọc đít heo đây, bị. Khiến đấy, mình trong bê. Heo vô là xong. Heo vô nổi. Thôi vô nèo, heo vô nổi. Tiếp tục là tục. Té. Tí bớt hồng đi. Bốn móng đi một. Bỏ ít cái gì mà tăng á. Không, rửa lại chứ. Dạ. À, qua hát cà phê. Đây là người mẫu. Sương sương. Nghệ sĩ người mẫu sương sương đang hát cà phê. À, đường đây. Bất luôn à? Bất đây chứ để cho hoài hết này. À. Không ăn cái năm đây. Dạ ai hái quá miệt mài. Hái quá miệt mài. Bố. 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 Bố
thôi à, được rồi à, đủ rồi à. Rồi xong theo con đời, ý là không còn là anh Phúc. Con đi lên đi. Buôn ra lấy cái dây xu trên xe đó coi. Cái cho cái bao đó. Đấy coi. Ê, rồi lên đây. Ê, phi. Cán bộ rửa heo. Quay lại. Rồi, xoay lại, đúng rồi. Xoay lại. Rồi, xoay lại, xoay lại. Xoay lại. Xoay lại. Mẹ cái áo vàng này anh không lấy cái áo chứ với bu này chứ thật thật trực tiếp à món rồi luộc bánh qua cho bọn đi buổi sau qua qua cà phê nhà mình chứ. Tiêu cháy xe rồi. Ôi giờ sợ quá. Ôi đó thêm tí nữa không? Lên thêm xe này đây chưa? Đi, ra đây. Có tí nữa hả? Thêm 4 năm trước, tao cho thêm 4 năm nữa đi. Im đi. Này. Rồi, chưa? Rồi, cho mình. Còn rồi, không nè đi. Đúng không? Anh có biết cái gì đâu mà nữa không?